chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714 756 0964 Chúng tôi đang gửi đến quý vị phần tin tức nổi bật của Little Sài Gòn TV đang đề cập đến uh, hy vọng là kết quả cuộc họp giữa ông Thủ tướng Anh Steimer với Tổng thống Joe Biden sẽ đưa ra quyết định cung cấp hai loại hỏa tiễn tầm xa của hoa kỳ và anh, anh. cho ukraine mình đang chờ đợi kết quả như thế nào à, mặc dù là ông phía biden cũng lưỡng lự trước đây nhưng mà ông ngoại trưởng nói rằng sớm muộn gì cũng cung cấp miễn làm sao nhưng vậy... mà tôi thấy anh đã gọi là cung cấp rồi mà còn sợ à, vì vậy đấy. là là made in usa sang cho ukraine tôi Chết... thấy cái vấn đề nguyên tắc quá phỏng anh vâng tôi thấy đó bao giờ cũng vậy họ nghĩ là dù, dù muốn dù không các nước tây phương vì họ có đối lập ừ. vì họ có những cái đảng đối lập do đó họ rất là làm việc rất là thận trọng nếu mà không có đối lập đó thì nghĩa là thằng tay nó ok ngay có gì đâu ừ. nhưng mà thật ra đó mình thấy là từ đầu tới nay đó bao giờ cũng vậy các nước tây phương lúc nào cũng thả dần dần chứ không ừ. có phải là làm một cú như vậy yeah. thì bây giờ đó mình biết là cái xác suất mà cho phép sử dụng cái đó đó cũng rất Chào là mà, cao cao lắm rồi rất yeah. là cao vượt quá năm sáu mươi phần trăm đúng rồi tôi tôi đồng ý ừ. với anh nhưng mà thế vậy nhưng mà trên nguyên tôi... tắc đó, là cái phương cách cung cấp như thế nào thôi phỏng không? không những vậy mà nó họ bao nhiêu à? chiếc thôi phỏng ạ Yeah. Ví dụ như là họ cho chỉ 50 cái thì sao? Thì, thì, thì đâu làm gì được, đúng không? Cái mm. vấn đề chính đó là khi họ mở cửa đó thì là lúc đó họ có thể dùng Storm Shadow trên máy bay F-16 nghĩa là nó sẽ đi hơn 250 cái số. nó đó bay lên đó. trên thì nó bắn xuống thì Storm nó là Shadow nó đó, hơn. Thưa quý vị là một cái loại giống như là có cánh nha. nha. À? Yeah. Từ đó máy bay nó thả xuống thế là Storm Shadow nó bay. Đúng, nó bay tiếp đúng và nó dựa trên gps đúng thế này này anh ông putin ông có nói như thế này à là bất kể các loại vũ khí nào không có vũ khí nào mà chúng tôi không có thể phá được hết yeah. Thông, thứ hai nữa đó là nói rằng loại vũ khí mà đừng có nói là, là không hoa kỳ không có trực tiếp bởi vì ông nói những loại họa tiễn tối tân như thế này, các loại vũ khí tối tân này nếu không có bàn tay lông lá của NATO đứng đằng sau hướng dẫn cho Ukraine á, thì Ukraine không thể nào chỉ huy để mà thực hiện những cái vụ tấn công vào Nga được. Cho nên ông nói là một cách gián tiếp là NATO đứng đằng sau và Hoa Kỳ đứng đằng sau. Tôi, 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 phải hoan hô ông ta hai tay. Tại <laughs> vì đó là sự thật. <cười> <cười> vì đó là sự thật. mà, mà đúng anh hả? Mà vì vậy đó, là... vì vậy đó. Họ đâu có sợ. Họ đâu có sợ. Không ừ. có satellite, không có những cái đó tình báo của của Hoa Kỳ. Đấy. Làm sao đúng, Ukraine mà bắn đúng, chúng mà được bắn như chúng vậy. Được. đúng Phải không? có satellite của Mỹ, phải có cái nhưng mà trợ đằng sau. Nhưng mà Mỹ sẽ trả lời lại. Chúng tôi đâu có ra lệnh. Đúng không? Ra lệnh là các ông tướng cái chuyện, Ukraine. Chuyện của Ukraine là... Ừ. Và Ukraine nghĩa là tôi đưa 10 cái thông tin thì họ muốn làm gì họ làm. Đúng không? Rồi thì, nga phải uh, cung cấp bằng chứng ô oh, nếu mà uh, nếu là, cái tin là chúng đó. tôi mà ra lệnh mà bắn thì là, là, là chúng tôi mới mới yeah. chúng tôi không bao giờ hết nhưng mà ai cũng biết uh. ai cũng biết là CIA có sáu chạm ở bên Ukraine sáu yeah. trạm mà lấy tin tức thôi uh -huh. nhưng mà lấy tin tức mà satellite cung thì yeah. nó bắn yeah. không có không có Hoa Kỳ thì làm Và sao Ukraine bắn chúng được? Hoa Kỳ thì ở Ukraine cũng chẳng có internet. Đúng, để sử dụng. đúng như vậy. À, hồi nãy mình có đề cập đến um, cái cuộc tranh luận mà ông Trump đã rõ ràng vâng. đó là không trả lời câu hỏi vâng. là ông có muốn thắng hay không. Vâng. Thực sự bên phía mà Biden và um, Đảng vâng, Dân chủ vâng hiện nay vâng, đã đồng ý Cái chuyện cung, đó. cung cấp cả mấy cả trăm tỷ rồi qua rồi. Nhưng mà trước trả đó đó ông Trump đó nó khẳng định Chỉ dưới thời mình... của tôi là không có đánh nhầm. Không ai dám đánh hết vâng thì, Đúng thì vậy. anh nghĩ sao? Bây giờ nếu mà ông Trump lên làm tổng thống thì uh, câu hỏi đặt ra là ông có thể kết thúc 24 tiếng đồng hồ cách làm sao thì ông không ông Trump cũng không, không trả không nói. lời luôn. cái phương cách làm sao ông kết thúc chiến tranh Ukraine nhưng mà ông nói rằng tôi có thể nói chuyện với Putin được. được. anh tin rằng điều đó xảy ra thì có thể nói được chứ sao không nói bây giờ người ta vẫn nói chuyện chứ đâu có phải không? Ừ. ví dụ Hoa Kỳ không nói chuyện nhưng mà quân đội Hoa Kỳ lâu lâu vẫn nói chuyện với nga chứ đâu có phải không, đâu có phải là không có cái chuyện ừ. đó mà cái chuyện này nó kéo từ cả nhiều thế nghĩa là nhiều mười năm rồi thập niên qua, rồi, thập thập niên rồi. Uh -huh. tại vì từ hồi liên xô tới bây giờ chứ đâu có phải là yeah. bây giờ họ mới không nói chuyện nhưng mà nó có cái chính là không bao giờ từ khi mà ông putin đánh vào ukraine là hoa kỳ Tổng thống Biden không có nói chuyện nữa. Họ có gặp nhau tại uh, Geneva, họ có gặp nhau chứ đâu Nhưng có phải không. mà ông Trump tố cáo đó là vì chính quyền Biden thất bại cho nên uh, Nga mới đánh Ukraine. Thì tôi tôi thấy tôi thấy tôi xin lỗi anh <laughs> xin lỗi dùng cái chữ đó ấy vô duyên tại sao ai đánh Ukraine chả nhé một nước mạnh đi đánh nước nhỏ thế này đổ tội cho nước nhỏ hả? Nhưng mà ông nói là nếu mà ông làm tổng thống thì Nga không dám làm gì với Ukraine cả. Thì ai cũng biết, ai cũng biết là dưới thời ông Trump nhiều chuyện ông nói nhưng mà ông có dám làm đâu. Ở bên Trung Đông đó đâu có dám làm. Chỉ bắn đông cái nếu mà ông làm quảng cáo tổng thống thôi. thì Hamas cũng chẳng dám tấn công Do Thái thì những cái chuyện đó thì vậy bây giờ thực sự, sự, sự những cái chuyện đó lấy gì chứng minh không ạ không có Bởi cái vì gì chứng minh à, được hết yeah. tại vì cái này đó thậm chí ông có thể nói là nếu mà tôi làm tổng thống thì ô thì cũng sẽ không có vụ khủng bố 911 xảy ra thí dụ như vậy không đúng có bất cứ cái vụ đúng khủng như bố vậy tại vì ông ta đâu, đâu có ra tòa ra tòa ông có bao giờ nói đâu không ra tòa không có thề đó thì cái ta hồ, muốn nói gì à. nói, chúng ta là ở trong một nước dân chủ thì ông ta muốn nói gì nói Lý nhưng gì mà làm nói chứng cái này vâng đúng mà bởi vì mà, nó không phải nằm trong cái thời kỳ của ông Trump làm tổng đúng, thống. Đúng, đúng yeah. như vậy. Và ví dụ như là nói tại sao mà ông không làm những cái chuyện nói Tôi không làm tổng thống thì làm sao tôi làm được? đó à, thì ông có, ta vẫn nói như vậy đó đúng không? liên quan trong, tới uh, cái trong kế không? chương trình y tế vâng. Obama thì ông lại vâng. nói tôi không ừ, đồng thống đó, thì làm sao được? Nhưng mà tôi có nghe là công sách không Mình phải là tôi điểm. có dự án nhưng mà tôi thì có thì đó là ý. Về vấn đề mà, mà chương trình y tế vâng. Obama care, nhưng không, mà khi mà bao giờ cũng nói phải lớn hơn về về bao đối ngoại phải. đó thì ông ông rõ ràng là Tại sao? Cái, cái sự Tại đối vì... ngoại của Trump mạnh mẽ hơn bên phía Biden. Anh tôi nghĩ tôi chẳng thấy gì hết. Tôi không thấy là, tôi thấy một cái rõ ràng đối với người Việt Nam đó là khi ông ta lên, chưa làm gì hết. Ông ta đã bỏ TPP rồi. Thế có phải là có lợi cho Trung Quốc không? Có lợi cho Trung Quốc hay là có lợi cho Việt Nam? Hay là có lợi cho Á Châu? Không có. Ông ta bỏ TPP như vậy là có lợi cho Trung Quốc. Ông ta làm lợi cho Trung Quốc chứ không phải là làm lợi cho nghĩa là Á à Châu, ừ. đó là một cái rõ ràng nhất, chứ không có cái gì hết, mình mình phải coi coi nói một đằng như mà khi người ta thực hiện cái đó bằng cách gì? Ừ. Thật nhanh thưa anh, à, vâng. à, mấy ngày qua thì bên ngay cả bên phía ông thượng nghị sĩ và phía đảng cộng hòa nó cũng kêu gọi ông Trump tách rời thuyết âm mưu đi, vâng, của bà Laura Loomer đưa ra đó bây giờ thì người ta thấy bà đến gần ông quá nhiều luôn ngày tưởng niệm cũng đứng kế bên lên máy bay cũng đi cạnh ông có vẻ như ông Trump rất thích bà Lummer không thì tôi nghe thôi. lời bà luôn nữa vâng bởi vì cái vụ chó mèo hay ti ăn thì là từ bà Lummer mà ra đúng đúng như vậy anh đừng có quên đó bà Lummer đó đầu tiên đó là thuyết âm mưu đó là một chuyên gia hai... về thuyết âm mưu chẳng vâng. phải là một chiến lược gia cộng hòa vâng. gì hết á cái thứ hai đó bà ta muốn ra tranh cử Bà ta nhưng mà muốn thất bại ra. rồi phải không? Ừ, không thì đúng. nhưng mà dù muốn dù không đó bà ta có muốn muốn có một cái tham thế vọng chính trị có tham vọng chính trị. và tôi nghĩ ra. rằng nhà có thể là sắp tới đây sẽ nhờ dựa vào cái tiếng tâm của ông Trump để mà nghe là ra trở lại thì trở lại. thì anh biết nó đã gây nhiều cái tranh cãi trong đảng cộng hòa mấy tiếng... bà phụ nữ trong đảng cộng hòa cãi nhau yeah. thì mình thấy Tena là Green mình thấy là yeah. rõ Taylor Green và bà Luma, nhưng mà hai bên đánh nhau nhưng mà thật ở ngoài nhìn vào đó thì thấy không nên đưa ra các thuyết âm mưu bởi vì bên phía dân chủ họ đưa ra thuyết âm mưu để làm gì đâu cần thiết đâu mà nó tai tiếng lắm không tại như... vì dựa vào những cái tuyên bố mà không có thật để mà nói đó thì người ta có hại nhưng mà cô rất, rất là hại được. ví dụ tôi thấy ví dụ như là tại Ohio đó các gia đình người di dân gốc hay Haiti đã bị yeah. bị hăm dọa thị. rồi yeah, yeah. không những kỳ thị mà bị hăm dọa nó mm. tôi cho nổ bom thì cái này đó nó là những cái tai hại mà mình tuyên bố một cách là không có kiểm, ừ. kiểm chứng đó là cái, cái vấn nguy hiểm đề chứng lắm. Đây, quý vị những người ủng hộ magam trump thì họ vẫn tiếp tục ủng hộ thôi còn cái thành phần độc lập thì sao à, cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả xin hẹn lại vào phần tin tức nổi bật vào ngày thứ hai cảm ơn anh, Bà, anh xin hẹn lại quý vị vào tuần tới